một món ăn từ cá ngừ đại dương, từ tinh hoa của biển cả dành tặng cho con người chúng ta, đó chính là món cá ngừ đại dương áp chảo. Như các bạn đã thấy, như cả nhà đã thấy, cái món mà cá ngừ đại dương áp chảo này á, mình thường đến những nhà hàng 5 sao mình mới thấy được cái món này đúng không? Nhưng mà hôm nay Hiếu Hải Sản sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái cách chế biến cực kỳ đơn giản, chỉ với khoảng cỡ 10 đến 15 phút vào bếp là mình đã có một cái món ăn ngon, bổ dưỡng nhưng mà chuẩn chất lượng 5 sao nha cả nhà. Chuẩn chất lượng 5 sao. Rồi mời cả nhà vào bếp với Hiếu. Nguyên liệu mà để làm cái món cá ngừ đại dương áp chảo này, nguyên liệu chính là cá ngừ đại dương cả nhà ha. Cá ngừ đại dương phi lê. Cắt lá, cả nhà nhìn thấy kỹ không? Đây. Nguyên liệu thứ hai bao gồm tỏi nè cả nhà, một ít tỏi bằm ha. Tiêu. Muối và một ít dầu ăn. Rồi mời cả nhà vào bếp với Hiếu nha. Đầu tiên thì cá ngừ đại dương mình sẽ rã đông ra như thế này. Tùy vào cái khẩu phần ăn của mỗi gia đình mà mình chọn cho nó phù hợp ha. Vì cái miếng cá ngừ đại dương cắt lát này đã được hút chứ không từng miếng một, nên cả nhà mình cứ ăn bao nhiêu rã bao nhiêu, tránh cái trường hợp đó mà mình đã rã đông rồi mình cho lại vào để cấp đông thì cái thực phẩm nó sẽ không còn ngon và nó không đảm bảo về chất lượng nữa nha cả nhà. Này cùng Hiếu ướp ha. Hiếu chọn 2 miếng cá ngừ. Cái món này cực kỳ đơn giản nha cả nhà, mình chỉ cần cho một chút xíu muối vào thôi. Ướp đều hai mặt. Rồi mình ướp một chút xíu tiêu vào cả nhà ha. Nhớ là ướp đều hai mặt nha cả nhà. Rồi ướp kèm với tỏi. Chỉ đơn giản như thế này thôi. Ướp hai mặt nha cả nhà nha. Mình ướp trong vòng khoảng cỡ từ 5 đến 10 phút nha cả nhà. Rồi khi mình ướp khoảng 5 đến 10 phút rồi, cái món ăn của mình đã đậm thấm rồi thì mình tới cái giai đoạn là áp chảo cả nhà ha. Đến giai đoạn áp chảo. Rồi, xíu cho dầu vào trước nha. Mình áp chảo một mặt khoảng cỡ 7 phút và mặt còn lại mình áp khoảng cỡ 4 phút là vừa nha cả nhà. Mình cho chút xíu tỏi vào để mình thử cái mùi dầu ha. Ok hết rồi, mình ướp nó như thế này nha, nó có màu đỏ thẫm nha cả nhà. Cả nhà nha, một mặt mình ướp khoảng một mặt mình áp khoảng 7 phút và mặt còn lại mình áp khoảng 3 phút là được nha. Mình áp chảo á, là ở bên ngoài cá nó chín nhưng mà bên trong cái giữa cá nó chỉ tái thôi nha cả nhà, nó không có chín quá thì đó mới là món áp chảo ngon nha cả nhà nha. Mình hay kèm muối ớt xanh. Đây là một trong những cái sản phẩm mà nước chấm mà Hiếu Hải Sản chế tác dành tặng riêng cho khách hàng mua hàng tại Hiếu Hải Sản. Đây
một cái hũ nước ấm nước chấm muối ớt xanh như thế này nha cả nhà. Nó bé bé như thế này, xinh xinh như thế này. Đây là cái tấm lòng nước hải sản dành tặng cho khách hàng của mình. Cũng biết cá nhà đại dương là một trong những tinh hoa của biển cả với cái nguồn rất là nhiều vitamin, rất là nhiều axit và đặc biệt canxi rất là nhiều, với lại nhiều omega 3 thì nó giúp cho cơ thể của mình trẻ hóa lâu, nó giúp cho cơ thể mình trẻ hóa lâu đó cả nhà. Ở dưới hải sản cung cấp cá nhà đại dương theo ba nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là cắt từng một túi như thế này là nửa ký, một túi như thế này nửa ký. Và bông gồm khoảng từ 4 đến 5 miếng nha cả nhà nha. Được hút chuyên thông từng miếng một. Đây, rất là tiện lợi trong cái việc mà chị em mình chế biến. Ví dụ gia đình mình ăn tới đâu, mình lấy ra tới đó ha cả nhà. Khi cả nhà có nhu cầu về cá ngừ đại dương thì hãy cầm số điện thoại lên, gọi về số hotline của Nhiếu Hải Sản 0913555437 cả nhà ha. Còn là cả nhà có thể vào Facebook cũng như là website nhiếuhảisản.com để cùng xem cả nhà ha. Wow, rất là hấp dẫn. Cá mình đã áp chảo xong rồi, bây giờ mình gắp ra ha cả nhà. Chỉ với khoảng cỡ 10 đến 15 phút vào bếp thì mình đã có một cái món ăn mà nó chuẩn 5 sao nha cả nhà nha. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, nhưng mà cái tinh tế của món ăn đó là chuẩn 5 sao nha cả nhà. Đây, cái cá ngừ của mình ngon hay không là khi cả nhà mình, đây là thành phẩm trước đi, chứ khoe với cả nhà thành phẩm trước nha. Đây, cái cá ngừ á, ở bên ngoài nó chín nhưng mà bên trong nó chỉ tái thôi, thì đó mới là cái cá món cá ngừ áp chảo nó mới đạt được cái độ chuẩn của nó cả nhà ha. Để bây giờ Hiếu cắt ra Hiếu khoe với cả nhà luôn nha. Đây, cái món là cá ngừ áp chảo á, nó sẽ như thế này, là một cái món rất là ngon và nó chuẩn luôn. Hai bên thì nó chín nhưng mà chín rưỡi là nó chỉ tái thôi. Với cái món ăn cá ngừ đại dương áp chảo thì nó phù hợp với gia đình mình, với những cái dịp mà mời bạn bè đến nhà nè, với những dịp sinh nhật hoặc là những cái dịp gì mà gia đình mình xung quanh bên nhau cả nhà ha. Hiếu Hải Sản cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành tin yêu Hiếu. Thì đặc biệt Hiếu Hải Sản có một cái hiện tại đang có cái chương trình là cái nước sốt muối ớt xanh này Hiếu Hải Sản chỉ dành tặng riêng cho khách hàng thương yêu của Hiếu, tức là khách hàng nào mua hàng nhà Hiếu thì sẽ được tặng cái món này nha. Hiếu không có bán đâu nha cả nhà, giới thiệu với cả nhà luôn. Đây, thương chúc cả nhà ngon miệng và cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cũng như là ủng hộ Hiếu Hải Sản.